Na na đông đang trong đầy na đây là những bông hoa những tình cảm của khán giả dành cho chị Tư trong đêm sinh nhật hôm qua tại phòng trà Đồng Dao nè. Thì đây hoa hồng vàng gì ta dũ nữ thân đầy đây hướng dương bông bi, đây là của các bạn trong group cẩm đen da nè, tặng Tư nè. Đây chân cúc trắng vị xanh, đây là của nhạc sĩ Thái Thịnh nè, hôm qua có ghé ủng hộ Tư Cẩm Ly. Đây có nhiều người không có giấy nó cũng không biết là anh phải đặt nha. Đây có bé cao công đĩa nữa nè, đó hoa ly vàng, hoa hồng đỏ, hoa ly kép, hoa hồng. Đây đây bông bi nữa nè, đây hoa na nè. Nhiều ngày chờ mãi giữa góc phố, bóng em giờ nơi đâu ở đâu, mình ngành đây lang thang trong ngóng em như người say, nhìn xa em đang vui đi với ai lòng nào chẳng thấy, có biết không em nơi đây một người đổ mưa. Đây đây là tất cả những món quà mà chị đã nhận được trong ngày sinh nhật 20 tháng 3 ở tại phòng trà Đồng Dao. Ta có một không mặt cùng nhau và tại đó thì những anh đây đã có được rất nhiều hoa, rất nhiều quà để cho những lời chúc của tất cả mọi người trên cái mức sẵn đây. Thì anh đi cũng xin cảm ơn tất cả những khán giả rất là nhiều, anh chưa có không có thời gian để cảm ơn lời hết cho từng người, mà có khi đã đọc hết từng lời chúc của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều, luôn luôn dành tình cảm thương yêu cho bên cạnh Ly trong suốt hôm đêm qua. Bây giờ thì còn nữa, còn rất là nhiều hoa mà chưa có phía bên ngoài để bên đây không có hết, cho nên là phía bên ngoài. Và bây giờ thì tôi khui quà nha, sẽ khui quà để gọi các bạn đây. Đây ở đây đây nè, lần này là không những có hoa có quà mà còn có trái cây được tặng bổ nữa. Đây là cái loại trái cây là dễ thương đặc biệt ở đây nè, đây nè, hết cả cái giỏ này luôn nè, cái giỏ này giỏ cái cây ở trong đây này có cái gì ta, có cái này, có cái gì sapote bưởi nè, với lại cái này là xoài nè, xoài nhưng mà còn dặn rất là kỹ là xoài nó chỉ có chín, xoài cắt là lọc từ cất để ngoài cho nó chín rồi hãy hãy ăn ha. Ở đây là bưởi đây. Bưởi thì có, đây là bưởi Biên Hòa, bưởi ở Biên Hòa, bưởi là bưởi Tiền Giang. Đây là một cái giỏ quà là trời ơi. Đây là của một bạn nha, không phải một bạn nữa. Đây là học trò trong điểm sân ca nhí của cô Ly. Cô Ly cảm ơn bé Ngọc nhiều nha, từ Hà Nội mà cũng gửi quà cho cô Ly nữa nè, biết chưa. Đây cũng là cái cây nha, cái gì đây, gói kỹ quá à, gói kỹ quá là Tư không có dám mở nhá. Trời ơi gói như lan và điệp vậy đó cả nhà ơi. Đó là thêm bao nữa rồi nè, cắt gói nhiều bao quá à. Đường nha, còn 10 rưỡi là giấu tên, rất là ở trong khác nữa, giống tên nữa. Ủa chết cha rồi, cái này làm sao mà gỡ đây, cái nghi gỡ đó nữa quá. Đây nói chung là bộ làm đẹp nha cả nhà. Tư đã mở gói quà này ra rồi, hàng dễ vỡ mà nó vỡ trước, nó vỡ luôn rồi em ơi, nó xúc ốc hết trơn rồi nè, nó dễ vỡ nhưng mà vận chuyển chắc nó cũng bị gãy rồi. Dễ thương, cảm ơn nhiều nhá. Và ở đây có cái gì đây, cái bánh kem mà làm bằng logo gì đó, rất là xinh luôn, bỏ trên cái hộp. Rồi đây là một cái gì ta, dễ thương lắm, nhỏ nhỏ nhưng có nhiều, rất là nhiều hình luôn, cũng rất là kỳ công. Và ở đây là một cái mớ hạt giống, nhưng mà lần này cho trồng bông không, bông đồng tiền cúc dạng thọ, với lại hoa gì nhái nhái, quên mất là gì nhái, quên mất là hoa sao nhái hả. Cũng có một cái dưa hấu thôi, còn như là sao nhái. Cảm ơn rất nhiều nha, mà nó bị vỡ rồi nè.
À, một cái bóp rất là cute nha cả nhà. Tôi có một cái này nè, đây là cái giỏ này, là cái giỏ của một bạn ở ngoài Hà Nội tự đan, và tôi đã có mấy cái rồi, nhưng cái này thực sự là rất là dễ thương, tôi rất là thích nha, nhìn là thích. À, nè, xoay bên kia xíu, không phải cho đây. À, tặng cho tôi cả một cái bình, dạo này thấy tôi cắm bông nhiều quá cho nên các bạn dạo này mua bình tặng cho tôi quá trời, một cái bình đẹp thiệt tình, quá trời đẹp luôn đó cả nhà. Và đặc biệt nè, có một cái món quà đâu rồi, đây là một cái món quà này rất đặc biệt như cả nhà. Các bạn thấy kiểu gì không, bây giờ trời rớt rồi, fan cứng. Đây là thành quả của hai đứa con gái cùng một cái nhóm gọi là nhóm cung cứng mà. Giống như là cái gì rung, cái gì nhìn nó giống robot nhưng mà thật ra nó là cái gì, Lego hả? Dạ. Mà không biết là bí mật hồi nào mà mua hồi nào, từ cửa rồi đóng cửa rồi làm cái gì đó, bí mật làm hồi nào không hay nữa mà tặng nè. Rất là lạ luôn nha cả nhà, thành quả của hai đứa con và fan cứng, rất fan cứng. Đây, fan cứng, đó, rất là dễ thương. Và nói rằng cái này á là sẽ được để lâu, cái bông hoa này nó không héo nha cả nhà. Cùng với đây, cộng chung với cái món quà này nữa nè, là cái gì? Đây là thành quả bé la mới thích biết thiêu chữ thật, kèm theo bé la tự thiêu. Một cái là happy birthday cho mommy nè, một cái là 30 tháng 3 nè, hai cái vào đóng khung rất là đẹp, cùng với hai cái bông ly xếp giấy, màu vàng và màu hồng đó. Và cộng thêm một cái nữa mà khi mommy đi tỉnh xa ở nhà, hai cô nàng đi mua một đôi bông để cho mommy đi hát sẽ đeo, hay rất là đẹp luôn, thấy chưa. Và nói là mommy đeo toàn tem hoài cho nên là mua cái vậy đó nè. Mà cái này là đây là trái cây rồi nha. Bây giờ còn cái này là quà này là gì tôi cũng không biết nè. Đây là ba cái món quà mà tôi không biết là gì, tôi không biết của ai nữa ha. Đây, giờ mình mở ra đi, chỉ cần happy birthday thôi. Xong rồi, của bạn là số mở hay sao, không biết mở cả nhà. À, là đầm. Đầm, còn cái này là gì? Cái này là gì? Ây da, cũng là đầm luôn. Cái này, ô, cũng là đầm luôn. Nghĩa là cái này là quần áo nha. Cái này là gì đây? Cái này là, à, cái này là cái gì vậy ta? Đây nè, đấy nha. Cái này là cái gì đây? À, cái son cho tôi làm đẹp hả? Chắc là mở không được đâu. Sao mở không ra gì cả nhà? À, cái son cả nhà ơi, một cái son đỏ tươi luôn, đẹp quá. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Là gì? Trời, cái ly rất là độc đáo luôn cả nhà ơi. Trời, sao mà có hai cái lỗ tai nữa gì nè, cái ống hút gì. Cái này chắc là cái thỏ hoặc cái là lấy quá à, lấy xài quá à. À, cái gì, còn cái này là cái gì vậy? Cái gì không biết, cái quà này là cái gì, mở không ta? Mở luôn hả? Mở luôn, phải xé giấy hả cả nhà? Ây da, xé giấy ủng quá vậy, giấy đẹp quá. Nhà ơi, không biết là cái gì đây. À, chết rồi. Cái gì vậy nè? Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi, trời ơi cơ. Cái này gọi là tranh này là sao không hiểu ta? Có nghĩa là bức tranh này là ép hoa hả hay sao vậy? Dễ thương quá, đẹp quá. Hình như cái cái áo đặc áo này là áo là màu vàng trong cái quay gì đó, hát cho người tình nhớ không sao.
Ủa đẹp quá vậy đó. Còn gì nữa? Còn cái hộp này là gì đây? Cái này là cái gói gì vậy? Cái gì tương cũng rồng như là cái gì mà có nghệ rau câu cái gì đó. Nó rất là tốt cho con tử với cái gì đẹp ở đất, đúng rồi. Quen lắm. Còn này là cái gì vậy? Chết rồi, cái này là cái gì? Chết sập. À, cái bình uống nước. Cái này là cái gì? À, cái này là cái gối nè. Cái gối chườm á. Chườm cho nó nóng, chườm nóng cho nó mình tư bị mà đẹp mỏi vai gáy á cả nhà. Còn gì nữa nè? Đợi xíu nha. Cái này là cái gì vậy? Nhưng mà gói kỹ quá gì nè. Ủa gì vậy? À, cái hạt giống để trồng cây nữa nè. Trời ơi, nó cho tôi định làm cho tôi làm chị nông dân suốt hay sao biết nữa. Cái gì? Và có một món quà nữa, đó là đây là của anh chị. Anh chị đã tặng nghe nói là vừa mới đi xuống sân bay nước ngoài về thôi mà vẫn nhớ nhà sinh nhật của em gái, tặng cho em cái bó hoa rất là đẹp cộng với cái món quà rất là dễ thương, cũng là một chiếc cassette rất là xinh xắn luôn cả nhà. Đây trắng. Wow. Đó. Đó, ở đây có cái dây đeo nha, hình như có dây đeo thì phải. Đó, cũng có một cái dây đeo tôi te phun mày que đó, thấy chưa? Đó, cái dễ thương. Cảm ơn em, hai anh chị nhiều. Mà ngoài kia thì bông thì rất là nhiều rồi cả nhà. Có cái bông này rất là đặc biệt cả nhà. Cái có bông này nè, ở ngoài nó là khúc cái gì chị tân ai đó, ở giữa nó là những cái dâu rất là đỏ mọng của SC Hà Nội thương tặng cho tôi. Còn đây là những bông hoa. Ồ, cái hoa giả này cũng tuyệt là vời luôn cả nhà. Và đặc biệt có một cái nữa là tháng này là tháng của hoa loa kèn, và tôi đã được nhận những cành loa kèn thật là đẹp ở đây cũng như là ở ngoài Hà Nội đem vào nha. Đây tôi đã chưng và còn nữa nha cả nhà, mai tôi sẽ chưng thêm nữa đó. Những hoa loa kèn từ lúc nhận là bút mà nó nở rất là đẹp nè. Tháng 4 loa kèn màu mành, mà này mới tháng 3 thôi, chuyển qua tháng 4 có những cành loa kèn đặc biệt ở Hà Nội là rất rất là đẹp. Một lần nữa thì cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều, đã dành như Lily nói là đã dành những lời chúc, những bó hoa thiệt và đẹp, những tình cảm yêu thương cũng như là những món quà rất là dễ thương. Con te cùng dạo này là thêm cái nữa là tặng mỗi cái tư bằng những cái cây. cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye.